Nó ham bánh mì á. Ham bánh mì quá đời luôn, khoái. Hầu như là bánh mì là món khoái khẩu của nó luôn rồi. Đó là những hình ảnh chú chim cu gái khoái ăn bánh mì. Trong khi đó thích ăn, nó ăn là nó lấy cái mỏ nó quẹt, nó quẹt đổ tùm lum hết trơn, dằn tùm lum ngoài nó lại ăn bánh mì. Ăn xong ra nắng hưởng thụ. Tập như mình đi, không sợ đi đâu xa, không sợ nó chết đói. Cái còn nước nôi đầy đủ, nước nôi lúc nào cũng cho nhiều vô. Đi chơi là phải dự trù nước, một chục ổ bánh mì. Mà trong khi đó mà ở nhà bạn tập ăn đi, cho nó ăn đi thì bạn canh khoảng 10 ổ bánh mì nó ăn bao nhiêu lâu. Bỏ đi ngay chứ còn chưa cái rồi bỏ đi nó ăn hết. Đi 20 ngày cái nó về ăn sạch nó hết chứ. Nó xong phim. Bao nhiêu công sức. Được chứ, ở cặp đây mình có mấy cái tấm ảnh này. Nó ăn xong nó nằm như một dải nó phơi nắng. Nhìn thấy kinh. Rồi. Mê luôn. Chung mấy con chim này trong này là toàn là chim tơ không, chứ không có chim già. Thường thường tuổi thọ mấy con chim này nó sống lâu, bạn chăm sóc tốt là sống ít nhất con cua cũng mười mấy năm, 16-17 năm. Con nào mà đàng hoàng là ít nhất cũng hăm mấy năm. Cua trung bình tuổi thọ nó là khoảng 15-16 năm. Giờ ở ngoài thiên nhiên là không tới, tại vì ta săn bắt hết rồi, săn bắt nhiều à. Mình đi dài đường á, người ta dùng lo để kích, ta bắn hoặc là giật lưới. Rất là to, con này nó to lắm.
nó khoái ăn thanh long ghê không. Nãy trước cô ăn thanh long đó mà. Đúng rồi, mẹ lại sát mình nằm.